Xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Con Mũi Vlog. Hôm nay một mình về quê và đang có mặt tại con sông, tại quê mình là con sông Tiên các bạn. Hôm trước mình có làm một cái clip để giới thiệu về sông Tiên trên kênh của mình đến các bạn. Bây giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái video tiếp theo là mình sẽ tìm một cái viên đá thủy tinh. Hiện tại là một cái viên đá thủy tinh này các bạn. Cái viên đá này thì nó màu trắng và nó rất là đẹp, nhìn rất là trong suốt. Giờ mình sẽ tiến hành đi tìm viên đá thủy tinh này, tại vì ở bên sông này thì lại và một lượt đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Đây là Quốc, bây giờ mình với Quốc sẽ đi tìm những viên đá thủy tinh trong suốt này các bạn nhé. Để giờ mình qua cho các bạn xem một lần, để giờ bọn mình sẽ đi kiếm những viên đá này. Rồi mình sẽ đây nha các bạn. Nó có một màu lấp lánh ở phía trên mặt đó các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Đúng rồi, đây là một viên đá thủy tinh nữa các bạn. Đây nè các bạn. Thế là mình được hai cục nha các bạn. Mình sẽ đi lên tiếp. Đố các bạn, hồng đá này là hồng đá gì mà sao nó lại có lấp lánh trên này? Đây nè. Chùm. Các bạn thấy lấp lánh không? Nè. Viên đá này rất đẹp luôn các bạn. Nó bị ấy dự mềm mềm nhẵn luôn này. Tìm tiếp thôi. Hồng đá này đẹp không các bạn? Nhìn thấy một cái đầu rắn. Có lẽ mình nên chuyển chủ đề tìm những viên đá có hình thù đẹp vậy. Wow, đây nữa nè các bạn. Có lấp lánh không? Đây. Đúng rồi. Viên này không phải là... Này, cái này mới phải nè. Đây có rất nhiều loại đá. Đây này. Đá này là không phải là do nó từ mập nha các bạn. Đá này là đá màu đá trắng nha. Đá mình đá chả đấy, kêu gọi là đá chả. Đây các bạn. Đá này này mà đem chả là ra làm đúc lại làm tấm này. Qua. Wow. Đá gì đẹp mình giữ lại các bạn. Đá này có đang đang này các bạn. Đây là con sông Tiên các bạn. Hôm trước mình có làm cái clip giới thiệu về con sông Tiên này. Và bọn mình đang đứng là ngọn dưới của con sông Tiên. Dưới con sông Tiên các bạn. Còn xa xa bên kia là cầu sông Tiên đó các bạn. Đây các bạn. Cái này con bạn mình đã tìm được viên đá thế à. Đá thủy tinh nữa các bạn.
Đó này là cửa sổ. Thì con viên đó này đẹp không? Này là một bãi đó, khi trước là nước sông nó dâng lên đây các bạn. Bây giờ thì nước nó cọt nên là nó sẽ, cái bãi đá này nó lồi ra. Chứ khi trước thì nó ở đây là dòng sông nó chảy qua bên đây nên là đó ở đây rất là nhiều nè các bạn. Đá này là đó bãi dưới sông luôn các bạn. Đây mà anh chẳng thấy cái gì cả. Đá thủy tinh này nó cũng khó tìm hơn những loại đá bình thường nữa các bạn. Đá này đẹp dữ vậy các bạn. Này cũng giống... đá thủy tinh này các bạn. Này giống giống đá tổ ong vậy. Này các thế này các bạn. Này cũng có thủy tinh này. Nhưng mà nó có đủ màu luôn. Hình như nó hắn là đó tụ am chứ. Thấy nó giống y cái tụ am nè. Phải không? Nhưng mà nó cũng có thủy tinh. Nè. Kệ mình cầm đại đi. À, bên đây có một viên đá đẹp đẹp bạn này. Bạn này. Nó mà viên này mà đem về khắc ra là thành viên đá trái tim luôn nha các bạn. Rất đẹp. Nhưng rất tiếc nó không phải là đá thủy tinh. Ở dưới này nó ít hơn ở trên nữa nghe. Mà dưới này ít đó thì. Dưới này nhiều hết rồi. Đá thủy tinh này các bạn. Đây đây các bạn. Mình đang không, mình không nên để đây tại vì con sông này có nhiều người hay di chuyển qua. Nên mình sẽ qua vứt nó xuống sông nha các bạn. Này là này là thủy tinh luôn nhưng mà là đá thủy tinh. Vứt nó xuống sông này. Xuống. Này là thủy tinh nhưng mà là đá thủy tinh luôn các bạn. Ê, bên đây này. Đâu. Không phải. Ở đây các bạn này. Muốn biết có hay là không có là đập nó ra này. Có ai đập thẳng nó này. Trong này chập đỡ về nhà. Nếu như có cái đèn màu xanh á, ốc bọn rọi vào là nó sẽ thấy đó. Đây rọi vào trong này này. Sẽ thấy. Đây là cái sông rồi các bạn này, đang mang theo đời sông. Wow. Cái đó này, cái đài là rêu đó bốn các bạn, rêu đó bốn này. Đây này, rêu đó bốn này các bạn.
Đây nó bóm này là nó có rất nhiều cái như giống như những hình vẽ trên cái viên đá các bạn. Nè, mình sẽ dùng viên đá này để mình liếc sóng nha. Tiếp 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 luôn vài viên nữa đi. Đây, viên đá thứ hai nha. Đây là con sông tiên ở quê mình nè các bạn. Sông này nó bắt nguồn thứ ba. Từ trên trò mây tại quê hương Quảng Nam mình, và nó chảy thành nhiều ngõ ba sông, và nó một nhánh là nó về phía sông Tiên nè các bạn, và theo hướng này thì nó sẽ đi về Thu Bồn, sông Thu Bồn tại Hội An. Đây nha các bạn, viên đá thứ tư nha. Này, như vậy là bọn mình đã tìm được nam viên đá thủy tinh đó các bạn. Giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem lại. Đây các bạn, đây là nam viên đá thủy tinh. Đây nó nhìn rất là lấp, nhiều là lấp lánh ở trên viên đá này các bạn. Còn nã nôm là đang đi đi mò hến, mò được mấy con hến này các bạn. Mấy hến về muối hay là làm cái gì vậy nôm? À, đến đây clip của bọn mình đi tìm đá thủy tinh xin được phép kết thúc, và cảm ơn các bạn đã theo dõi trên kênh Phan Nguyễn Vlog của mình. Giờ đây là Quốc, giờ bọn mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và được đăng ký, và cũng như chia sẻ video ủng hộ chúng mình các bạn nhé. Bây giờ xin tạm biệt.